Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6 dầm thép với tổng trọng lượng hơn 700 tấn, hạng mục chính và quan trọng nhất của cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã được lắp đặt xong. Trước đó, trong các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 12, nhịp dầm thép chính mỗi dầm nặng hơn 100 tấn của cây cầu này cũng đã được lắp đặt thành công. Hiện tại, các nhà thầu đang tập trung thi công phần mặt cầu, hoàn thiện đường dẫn, lan can cầu và các hạng mục phụ trợ. Dự kiến, cầu dầm thép vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành và thông xe trước Tết Nguyên đán năm 2024. Cầu có tổng chiều dài 620m, kết cấu dầm hộp thép liên hợp với chiều dài các dầm 246m, bề rộng 8,5m, bản mặt cầu bê tông cốt thép đổ tại chỗ, thảm bê tông nhựa. Vận tốc thiết kế qua cầu là 40 km/h. Công trình có tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho một trong những nút giao có mật độ phương tiện lớn nhất thành phố Thái Nguyên.